Bây giờ cái lon bia này mà tôi làm nó mớp ấy, tôi không động tay chân mà tôi làm nó mớp xuống ấy, là tôi ăn tiêu mà nha. Đấy. Ok. Hi, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi channel của Phạm Vinh Singer Vlog ạ. Thì sau thời gian Phạm Vinh vừa vừa chơi đang thất nghiệp mọi người. Vừa vừa tiền không có ăn chứ cây nhà lá dương nhiều lắm. Mời cả nhà xem này. Đó. Chuối, xoài, chôm chôm đầy đủ thấy không? Mời mọi người dùng nha. Đây à, buồn quá mọi người ạ. Vừa vừa thất nghiệp có chuyện làm, tiền tiêu cũng có luôn. Bây giờ Phạm Vinh suy nghĩ một cách, thì cách để lấy tiền của bà vợ mình nha. Mình im lặng nha. Trả đâu he em ơi, sao lên tiếng cái gì ra trang này, cái gì vui? Đây, không là vô trang này thằng vui đang đang phim màn vui đó. Ăn mời cả nhà ăn xài nha. Cùng hai vợ chồng Phạm Vinh nè. Giá nắng này ít rõ. Trả cho ít tiền đi tiêu vậy. Tiền gì? Đang hết tiền mà gì ốc. Cái cây vừa ăn chơi không có đồng bạc. Khổ thiệt chứ. Trời ít nghìn này. Này thấy cái mấy triệu bạc trong tay mà giấu làm gì hết. Anh lấy tiền làm gì? Lấy tiền tiêu chứ nhiều quơ không có tiền đấy nè. Giờ còn thất nghiệp mà. Vợ con kỳ bỏ đói vậy không? Mọi người thấy lạc đi không? Thôi giờ dài này. Giờ tôi làm trò ảo thật. Nếu mà tôi làm được á là mất nhiêu tiền? 500 ngàn. 500 hả? Ít gì không? Em xem tiêu xà rú. Ông làm thử đi. Con giờ ấy. Rau. Tôi có cái tiêu này. Bây giờ cái lon bia này mà tôi làm nó mớp ấy, tôi không động tay chân mà tôi làm nó mớp xuống ấy, là tôi ăn tiêu mà nha. Xin chào mọi người làm chứng nha. Đây là cái lon bia còn nguyên vẹn nha mọi người. Lát nữa Phạm Vinh sẽ sử dụng bàn tay ma thuật của mình để làm cái lon nó biến hóa khôn lường. Mọi người chú ý nha. Nếu Phạm Vinh làm được sẽ ăn 500 ngàn của bà xã. Chào mọi người. Đây nha mọi người. Đây là lon bia Phạm Vinh sử dụng. Mọi người xem này. Nó vẫn còn là nguyên vẹn bình thường nha. Phạm Vinh sử dụng này. Xem này. Thấy chưa? Thấy chưa? Ông xạo thấy không? À? Bây giờ ông làm ông bẹt xuống đây. Đưa lên 500 nữa. Đưa đây. Đưa 500 trước đã rồi tính sau. Nhanh lên. Đây. Được 500 mọi người. Giờ muốn gì nữa? Giờ ông đổ bẹt xuống đúng không? Coi nè. Đấy đấy. Ủa, chứ tôi đã nói rồi mà. Đưa 500 đi. Lẹ. Ôi, mất 5 xì nữa. Mất 5 xì nữa. Không nữa nào. Đây. Bây giờ tôi nói ông là biến mất đây, tôi qua 1 triệu. Không, 1 triệu. Có 1 triệu chơi nha. Điểm đi. Xong. Nhìn đi, lon bia đã mất rồi. Đưa đây. 1 triệu. Đưa đây. Không bao nhiêu. Đây nha mọi người. Có 2 triệu tiền tiêu. Quá đã. Không phải đổi lại nhé.
Ủa, hóa ra nãy giờ ta đang mơ. Mọi người nhấn vào nút like, sau đó nhấn vào đăng ký, và cuối cùng là nhấn vào rung chuông. Vậy là xong nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.